Tam Tòa Thánh Mẫu gồm những ai? Khi gia đình Quyền tham quan động Thủy Tiên ở Yên Bái thì được biết thêm về Tam Tòa Thánh Mẫu. Ba vị này chúng ta thường thấy trên các bàn thờ gồm ba ngôi của ba vị thánh mẫu khác nhau: đệ nhất Thượng Thiên, đệ nhị Thượng Ngàn và đệ tam Thoại Phủ. Mẫu Thượng Thiên còn được gọi là mẫu đệ nhất với việc cai quản miền trời. Mẫu Thượng Thiên trong quan niệm của dân gian về tứ pháp gồm có pháp văn, pháp vũ, pháp điện và pháp lôi, tức là bốn vị thần tạo ra mây mưa sấm chớp, có tác động rất nhiều đến nền văn hóa nông nghiệp lúa nước. Wow. Đền mẫu Thượng Thiên có ở khắp mọi nơi, nhưng ở những khu vực chính vẫn là nơi mẫu giáng trần hoặc hiển linh lưu dấu thánh tích. Tiếp theo là mẫu Thượng Ngàn, còn được gọi là mẫu đệ nhị với việc cai quản miền núi. Có thể nói mẫu Thượng Ngàn gắn liền với thiên nhiên, con người, cỏ cây, chim thú. Đền thờ mẫu Thượng Ngàn thường có ở nhiều nơi khắp mọi vùng và đặc biệt là thường có ở những nơi rừng núi. Và cuối cùng là mẫu Thoại Phủ, còn được gọi là mẫu đệ tam, mẫu thủy, cai quản miền sông nước. Mẫu Thoại gắn với đời sống thủy sinh của dân tộc Việt từ xa xưa, liên quan trực tiếp đến thủy tổ dân tộc Việt Nam từ buổi đầu dựng nước. Mẫu Thoại có khá nhiều nhưng hầu hết đều do lòng thành kính của nhân dân hoặc do nơi cửa sông, cửa biển, chứ hầu như không có dấu tích của mẫu Thoại vì mẫu không có giáng trần. Đi thăm quan tháp Bà và các hang động ở Yên Bái phải nói là khá mất năng lượng, vì vậy chúng ta cần phải thủ thêm đồ ăn vặt để bù lại. Và như mọi khi, thanh cơm gạo đứt này là sản phẩm mà lúc nào Quyền cũng mang theo vì khá tiện lợi. Sản phẩm này được cái nữa là đem đi đâu cũng được, ăn khi nào cũng được mà cũng khá đầy đủ chất dinh dưỡng. Không riêng gì gia đình Quyền mà Quyền còn đưa cho tài công lái thuyền để nạp năng lượng, đưa gia đình Quyền đi vi vu trên hồ tháp Bà.